thì phải làm sao biết hết xăng? Hết xăng là phải đo được. Nghe này, biểu cổ kìa, đó, đó biểu cổ đó, biểu cổ là được. Hoặc đói chừng nào ăn thôi, đói thì ăn ngay chứ đâu cần rời giấc gì. Hay là thôi thôi mày nói thế đó, bây giờ phải quá giờ này, chiều 4 giờ ăn thì mày chịu sao? Đói là phải ăn, vậy thiếu đường là phải uống, hỏi lúc nào? Hay là thôi để 2-3 ngày nó uống đi. Rồi qua thắc mắc không? Rồi bây giờ chúng ta nè, bài tập nào làm tăng áp huyết? Nào, mời mấy thầy mặc áo vào lên đây. Thưa thầy, không thuộc bài là mặc áo. Nào, mấy thầy mặc áo lên đây. Mặc áo lên đây. Ai mà thiếu cái tài liệu này tiếp tục lấy nha. Nào, ai mặc áo ra đây. À, quý vị là giám khảo này. Quý vị đặt câu hỏi đi, các ông trả lời cho. Bước câu hỏi rồi. Hỏi đi. Bây giờ cho đặt. Bây giờ thảo bài đó. Để những cái sắc hạt của bài tập của bài được đúng không? Chưa thầy cho em hỏi. À. Đấy. Nhưng mà hơn 2 tuần nay thì huyết áp của em rất là cao. Chúng ta nghĩ là em đo sau khi ăn là 179 trên 1,1, rồi số thứ 3 là 76. Được. Nhưng có một cái là như thế này. Tại sao có những lúc mà nó giống như là cái tình trạng sức khỏe của em nó nhiều khi, nếu mà bình thường em ăn đều bình thường thì không sao, nhưng mà khi nào mà em bị quá bữa bị đói một chút ấy thì em mệt và chóng mặt rất nhiều. Mà khi đó em đo huyết áp thì huyết áp của em lại tăng cao hơn những lúc bình thường em như nào mình có đồ ăn rồi. Nguyên nhân tại sao huyết cao? Tại sao? Bạn chờ đi, chờ đi. Nó cao là do tại thức ăn tay nó là thấp. Chưa có thử được. Mấy giờ chỉ có nói gì là thuốc còn chưa nói gì thử được. Thế nó trả lời. Nguyên nhân chính có thể là do đường lúc đó bị thấp. Mới đúng 1%. Cái thứ hai là cái bất tử do thức ăn thừa còn cái ăn huyết nó cao. Rồi đúng rồi, lúc này không có nó cholesterol. Không rồi, thức ăn làm đầy bao tử rồi, bao tử thực, như vậy là kết luận bao tử thực, bao tử thực. Bao tử không tiêu thì áp huyết tăng. Vậy áp huyết hồi nãy rồi, bao tử đầy thì cái số là phải tối đa, bao tử vơi thì số nó thấp. Và bây giờ bao tử lúc nào cũng đầy. Và bây giờ nguyên nhân tại sao đầy? Mình có máy xay đồ ăn 5kg đồ ăn phải 5kg xăng. Và bây giờ trong nó có đồ ăn mà không có xăng, nó say không? Không có đường. Tại vì thiếu đường. Thì làm sao nó chuyển được thức ăn? Vì thức ăn không chuyển được thì nó đầy thì nó thức cao. Mà cái dấu hiệu người ta nói nè. Đấy. Đó là nguyên nhân. Thế đây. Nhưng mà em không biết tại sao, lý do em rất là mau đói, giống như em. Thế đây, mau đói nghe. Mau đói là sự khác, mau đói là cái tì. Là nó làm ra insulin, nó làm máu đói. Nhưng insulin không hạ đường, insulin không máu đói, máu đói là insulin ra nhiều, thì nó máu đói, thì mất đường, insulin ra mà,
anh Duy Linh là mau nói anh Duy Linh là mất đường thì đường không sai được thức ăn. Tức là tây rất là tốt, nó cứ thiết là chuyện để làm sao nó sai thức ăn. Và cuối cùng hai là đường uống, nhưng mà trong thức ăn không có đường glico, chỉ có đường glico nó mới sai thức ăn, đường fructose không sai thức ăn. Mà đằng này nó đưa cái insulin ra là hạ đường thì mau đói, mà hạ đường thì trong mặt là mất đường, mà trong nó không có đường glico, chỉ có đường glico mới chuyển hóa thức ăn. Tức là cái máy này cần xăng không cần dầu, dầu sẽ chạy được. À, hiểu chưa? Vậy thì nguyên nhân cao biết mà là trước thì anh biết là sai đâu, còn trước gốc. Thế cái bài nào thì trước được, bây giờ chỉ nói tập phi công thôi, bài nào? Ép gối anh đưa cao lên. Một bậc cũng cao. Bây giờ một bài này, vừa trước đó biết vừa trước đường, nhưng mà là lăn, nhưng mà cho lăn ngay bao nhiêu vòng? Trời ơi, sai. Chưa biết đường sao cho lăn. Lăn chân thì sao? Em lăn rồi. Cái đấy lăn trước mặt thấy chưa? Có anh Trừng cứ bảo người ta lăn mà không chịu được. Phải biết là nó thiếu bao nhiêu xăng, cho xăng mới lăn chứ. Mặc dầu nó thử là 6, 6 cũng không lăn được. Phải lăn lên 10. Khi lăn nó còn 6, còn 6 còn 4 nó chết liền. Phải thường đương mới biết là cho lăn bao nhiêu. Nhưng mà lăn xong chóng lăn một cái là ngưng lại thì có khi mới lăn 3 vòng nó còn 6 vòng. Có người phải lăn tới 10 vòng nó không vào. Cái người vừa lăn là nó bởi vì cái đường có lẽ là đường của trái cây nó mới lên 10. Mà nó làm tới 3 vòng nó chóng mặt rồi mà bạn nó xuống rồi. Như vậy phải thử đường. Cứ toàn là kêu ta lăn xong mà nó xỉu luôn. Rồi nghe này, cái lăn nó xỉu là một. Cái gì cô Hóa làm cứ thêm ông thầy làm chút, tức là ông thầy làm hạ đường chút, ông thầy làm bốn thầy hạ đường chút, ông thầy cái giác hơi hạ chút, bắt đầu cô đang chửi ở nhà rồi, cô Hoa chửi ở nhà rồi, mệt luôn rồi, không có được quá, phải thử, đang đi cháo cho nó, sau khi bệnh là không có đón Hoa được, đây là ông thầy, đây là tôi không có, là ông thầy là không có lưng cái ông thầy cái bóng mệt không, càng làm người ta càng chết, bây giờ cô Hoa là người bệnh nhân nằm ở nhà rồi. Cứ thầy thầy em mà đau này mà tự dắt cứ thầy thầy em mà đau lưng thầy làm chút cũng như cái quần nó dài nhờ người này cắt cái gỗ một chút sẽ lá nhờ cái cắt gỗ lá còn 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 rồi còn có gì hỏi nó đi hỏi đi hỏi con thường ăn không tiêu với lại đổ mồ hôi tay là Bình Dây thiếu đường. Tay đã cầm tờ giấy này mà không chịu đọc. Cái này nè. Cầm tờ giấy mà không đọc. Chắc nó thiếu đường. Lạnh tay ăn tiêu trồng thực quản biếu cổ. Suy tim hư thần. Phù chân đi tiểu đêm mất ngủ. Đêm mình mất ngủ bên này ngủ gục. Lấy xe hay mệt. Trong đó có gì đó. Rồi hỏi đi. Bài này là phải là bài lăn, mà muốn lăn là phải sao? Thử đường và thử áp huyết. Xong rồi thử lại đường và áp huyết. Ông này nó chưa khỏi, có khỏi được khỏi. Thế là về nó chịu. Về nó chịu ngay. Tại vì thế này, trước khi ra về, mình lăn còn 6, trước khi ra về phải uống đường cho thành 8. Tại vì từ đây về nhà, cái tốc độ trong người nó vẫn chạy, nó vẫn mất đường. Về nhà, vẫn ngủ chung là chết. Thì có người đã làm rồi, tập khi không xong rồi, mất cứ đường bao nhiêu. Rồi tay lại phải uống theo đường mới cho ra về, tay nắm là khỏi. Tại vì vừa ra tôi nói là không có đúng đường về chúng đó. Ngày hôm sau cô đến báo cáo thầy bảo hôm qua thầy nó đúng quá. Em tính là em không uống được, em tính là đi về ra tiệm ăn luôn. Ai dè đi ra tới xe tự nhiên chúng đó. Thế là chạy vô nhà thương cấp cứu, cái thử thì thấp quá. Đã nói rồi, tập xong thì phải uống đường mới được ra về. Thế trước khi tập xong rồi bắt tay, tay còn ấm là ok, tay lạnh thì uống đường ngay tức khắc. Chứ nó có phải phải thử đường. Tại vì người nó vẫn còn đang sốt mồ hôi. Vậy thì lần sau mà nhìn thấy bệnh này này, không đeo máy đo huyết, không máy đo đường mà không có bảng tên, không có ghi gì cả. Có người ghi tên sau đó huyết mà chả biết ghi bệnh gì, thành mình đâu có học được. Phải ghi bệnh để cho mình biết là cái vọng của mình.